Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được chứng kiến những hình ảnh được truyền trực tiếp từ sân vận động 19 tháng 8 tại thành phố biển Nha Trang. Đây là những diễn biến muộn nhất của vòng đấu thứ 11 Nightwalk V-League 1 2023 trong cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Khánh Hòa và đội khách câu lạc bộ Viettel. Đây là đội hình ra sân của Khánh Hòa trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành của họ vẫn là thủ thành Võ Ngọc Cường, cùng với đó là bộ tứ vệ Duy Dương, Jairo, Trọng Hiếu và Thanh Thụ. Ba cầu thủ thi đấu hàng tiền vệ lần lượt sẽ là Trùn Tỉnh, Duy Thanh và Lê Tiến Anh. Những cầu thủ sẽ đá cao nhất trên hàng công lần lượt là Văn Tùng, Muasi và Ryan Hà. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Mai Xuân Hùng, cùng với đó là các trợ lý Phạm Hoài Tâm và Phạm Hà Minh. Trọng tài thứ tư là Nguyễn Ngọc Châu. Bên phía câu lạc bộ khách trong trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã tạo ra một sự thay đổi người so với trận đấu trước. Hoàng Minh là người được góp mặt ngay từ đầu bên cạnh những Mạnh Dũng và Dương Văn Hào ở trên hàng công. Ở phía sau họ lần lượt sẽ là Hoàng Đức, Đức Chiến và Gia Hà. Năm cầu thủ ở hàng phòng ngự vẫn là những cái tên quen thuộc: Phan Tuấn Tài, Thanh Bình, Hoàng Hùng, Mạnh Cường. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà Khánh Hòa với trang phục cùng màu vàng là màu chủ đạo sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Bên phía câu lạc bộ Viettel trên băng ghế dự bị của họ thì chúng ta có thể nhận ra những gương mặt như là Khuất Văn Khang, thủ thành Quang Thế Tài rồi cả Hữu Thắng. Pha lên bóng của Viettel, Gia Hà đưa bóng ngang vào trong, dứt điểm. Dương Văn Hào đã có phần giật mình, nhưng chúng ta đã thấy được rằng Gia Hà đã tạo ra một cơ hội tốt như thế nào dành cho Dương Văn Hào. Đáng tiếc là số 39 đã không thể ghi bàn. Hai trận đấu gần nhất Dương Văn Hào đều lập công cho Viettel. Một lần nữa chúng ta xem lại cơ hội rất tốt được tạo ra dành cho Dương Văn Hào. Một cầu thủ áo vàng đã chạm vào bóng khiến cho Dương Văn Hào bị giật mình. Rót bóng vào trong. Nhầm Mạnh Dũng. Chuyền bóng cho Hoàng Đức. Không dễ để Hoàng Đức có thể xử lý trong phạm vi hẹp. Dương Văn Hào. Một cú đá mang tính giải quyết tình huống đến từ số 39 bên phía câu lạc bộ Viettel. Hai trận đấu gần nhất gặp Đông Á Thanh Hóa cũng như là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thì Dương Văn Hào đều đã ghi bàn. Hoàng Đức đánh đầu khá nguy hiểm. Tình huống bật cao đánh đầu của Đức Chiến. Viettel cũng thuộc diện những câu lạc bộ có khả năng khai thác tốt những tình huống cố định tại Nightwalk V-League 1 2023. Ở vòng đấu trước, chính Đức Chiến là người đã có được bàn thắng sau một quả đá phạt trực tiếp của Hoàng Đức. Rất cố gắng, bóng vẫn còn trong cuộc, đó là Ryan Hà. Ở phía trong thì Muasi đang chờ một đường chuyền. Trượt chân, cơ hội. Và cơ hội đó bị phung phí. Thật đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Cú dứt điểm không tốt của Văn Tùng. Các cổ động viên cần nhiều hơn, ở đó là sự chắt chiu đến từ Văn Tùng. Chúng ta sẽ cùng xem lại một nỗ lực quá tốt của Ryan Hà để đưa được bóng vào phía trong. Muasi trượt chân. Phan Tuấn Tài phán đoán sai điểm rơi, bóng đến chân của Văn Tùng. Và anh đã phung phí cơ hội với một cú sút thiếu chính xác. Khá hay. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Trung Tỉnh chuyền bóng cho Ryan Hà. Liên tiếp xử lý sút bóng. Sau cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Văn Phong. Đây là Yago, một cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống tấn công của Khánh Hòa. Đáng tiếc trong trận đấu này anh không thể góp mặt. Có thêm một cú dứt điểm nữa đến từ các cầu thủ đội chủ nhà. Khánh Hòa đang bị khuyết mất Jairo ở mặt trận phòng ngự. Cơ hội cho các cầu thủ áo đỏ nhớ Mạnh Dũng. Chuyền bóng dành cho Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Nguyễn Đức Hoàng Minh. Liên tiếp là những pha bóng có sự trúc chặn đến từ cả Viettel cũng như là Khánh Hòa. Đức Chiến cú sút từ xa không vào. Quyết định dứt điểm rất bất ngờ đến từ Đức Chiến. Chúng ta sẽ xem lại liên tiếp là những tình huống chơi bóng thiếu đi sự chắc chắn đến từ cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Tức là Trùng Tỉnh. Có bóng ở đáy biên, đưa bóng vào, nguy hiểm. Vẫn còn cơ hội cho các cầu thủ đội chủ nhà. Duy Thanh bấm bóng tốt, đưa bóng sang, đó là cú dứt điểm ngay. Một cơ hội tốt đã được dành cho các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Khánh Hòa. Út Cường là người đã cố gắng ập vào.
đón được đường chuyền của Duy Thành. Cơ hội cho các cầu thủ Khánh Hòa. Sút bóng. Cú dứt điểm của Buasi. Khá lộn xộn. Có đôi chút sóng gió vừa hướng về phía khung thành của Văn Phòng. Nhưng những người đồng đội ở phía trên của Văn Phòng đã tạo ra được những điểm bịt để ngăn cản những cú dứt điểm của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Khánh Hòa. Khá lập cập, nguy hiểm. Nỗ lực bật cao đánh đầu vừa rồi của Đức Chiến xém chút nữa đã trở thành một tình huống đưa bóng về lưới nhà. Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt, bóng được treo vào. Đánh đầu. Không có bàn thắng cho câu lạc bộ Viettel. Đức Chiến, Bùi Duy Thường là những người đã cố gắng tiếp cận. Đó là một cơ hội rõ rệt dành cho các cầu thủ áo đỏ. Người đã chạm bóng là Đức Chiến. Trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Triển khai bóng lên cho Viettel. Danh Trung, Đức Chiến xâm nhập, vẫn là Danh Trung. Tiếp tục là Danh Trung, làm gì? Nguy hiểm. Văn Thạnh đã pha bóng. Văn Thạnh đã lùi về rất nhanh, nhoài người và cố gắng pha bóng. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Mai Xuân Hùng. Khánh Hòa và Viettel sẽ chỉ có được một điểm, có thêm được một điểm sau khi vòng đấu thứ 11 khép lại. Kết quả hòa không đều trên sân vận động 19 tháng 8 khiến cho Khánh Hòa có được 12 điểm sau 11 trận đấu và vẫn dậm chân ở vị trí thứ 10. Viettel cũng đã có được thêm một điểm, qua đó họ có được 15 điểm, bằng điểm với những câu lạc bộ như Hải Phòng, Topland Bình Định và Thép Xanh Nam Định. Qua đó tạo ra một cuộc đua khốc liệt ở các vị trí thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Đây sẽ là một cuộc đua để bảo toàn được một vị trí nằm trong top 8 ở quãng cuối của giai đoạn 1 này. Và nó hứa hẹn sẽ là những trận đấu rất hấp dẫn ở vòng đấu thứ 12 và 13 sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi tường thuật trực tiếp của FPT Play, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 11 của Night World V-League 1 2023 giữa Khánh Hòa và Viettel xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.